Thầy chào các em. Hôm nay thầy hướng dẫn cho các em một chuyên đề liên quan đến số phức. Thì ở đây thì thầy nêu ra một số những cái phương pháp tương đối nó đặc biệt, nó lạ một chút thôi. Thì hy vọng rằng chúng ta nắm bắt được một cái điều gì đó, học được cái gì đó qua cái chuyên đề số phức này. Thế thì thường thường số phức thì đề thi thường cho hai kiểu thôi, hoặc là rất rất dễ dễ lắm, chúng ta nhìn vào chúng ta thấy ngay phương án nào là phương án đúng, và một cái dạng nữa là nó nâng cao hơn, nó khó hơn một chút. Thì ở đây thì thầy hướng dẫn cho các em cái phần nó hơi khó hơn một chút đó, để hy vọng rằng là chúng ta học hỏi được một số những cái phương pháp để thông qua đó chúng ta làm bài thi cho nó tốt. À, chúng ta xem thử dạng thứ nhất, cái phương pháp ví dụ thứ nhất. Giúp bạn tự tin thì tốt. Trước khi vào ví dụ thứ nhất thì thầy muốn nhắc lại cho các em một số những cái tính chất mà chúng ta cũng rất thường dùng trong khi mà chúng ta làm bài, nó liên quan đến mô đun và số phức liên hợp. Thì các em nhớ cho thầy rằng là cái số phức liên hợp á, thì nó đúng đối với tất cả những dấu cộng trừ nhân chia, cụ thể là Z1 cộng trừ Z2, tất cả lấy liên hợp thì bằng Z1 liên hợp cộng trừ Z2 liên hợp. Hoặc là nhân cũng thế, Z1 nhân Z2 liên hợp bằng Z1 gạch cộng cho Z2 gạch. Và chia cũng thế, Z1 chia ra tất cả lấy số phức liên hợp bằng Z1 gạch chia cho Z2 gạch. Đó. Z2 gạch này, cái gạch ở phía trên này các em. Đấy, chỗ này nó mờ, nó bị che mất. Em chú ý. Nhưng đối với mô đun thì chúng ta nhớ chỉ đúng đối với dấu nhân và dấu chia mà thôi. Không đúng đối với dấu cộng, cũng không đúng đối với dấu nhân. Cụ thể mô đun của Z1 nhân Z2 bằng mô đun Z1 nhân cho mô đun Z2. Và mô đun của Z1 chia Z2 bằng mô đun Z1 chia mô đun Z2. Và chúng ta nhớ, nó tóm lại số phức liên hợp được đúng tách ra. Nó đúng đối với lại dấu cộng trừ nhân chia. Nhưng đối với mô đun, chúng ta chỉ đúng đối với dấu nhân và dấu chia. Để chúng ta tách nó ra. Chúng ta xem ví dụ thứ nhất. Đây là một cái kiểu mà đi giải một cái phương trình. Trong đó vừa có mô đun, vừa có số phức liên hợp, vừa có những cái khái niệm liên quan đến số phức đó, chẳng hạn như là số thực rồi số thuần ảo vân vân. Thì cái đó chúng ta chắc coi lại lý thuyết giúp. Để bài yêu cầu chúng ta đi tìm số phức Z thỏa mãn điều kiện mô đun của Z-3 bằng mô đun Z-1 và Z cộng 2 tất cả nhân cho Z gạch trừ Y. Cái số phức mà chúng ta vừa mới nói đó là số thực. Rồi, bây giờ thì để bài yêu cầu chúng ta tìm số phức Z mà trong đó có liên quan vừa mô đun Z vừa có Z gạch tức là số phức liên hợp. Thì kinh nghiệm dạy chúng ta là chúng ta xem cái số phức Z đó có dạng như sau: A cộng BI, với AB của chúng ta là những con số thực. Như vậy thì chúng ta sử dụng cái giả thiết thứ nhất, đó là mô đun của Z trừ 3 bằng mô đun Z trừ 1. Muốn sử dụng mô đun này, chúng ta chuẩn bị trước cái số phức Z trừ 3. Vậy Z trừ 3 bằng gì? Z bằng A cộng BI. Tập một thói quen tốt, đó là phần thực ta viết riêng, phần ảo ta viết riêng. Vậy bằng ai nào? Bằng A trừ 3, đây là phần thực, cộng cho BI. Cái này không khó. Chúng ta chuẩn bị tiếp cho thầy cái gì nữa? Z trừ 1 đây. Z là A cộng BI rồi trừ 1 nữa. Thực ta viết riêng ra. A trừ 1
ảo ta viết riêng ra cộng BI. À, như vậy thì chúng ta có nè, mô đun của Z trừ 3, mô đun nhớ đến gì? Nhớ đến căn, bằng phần thực bình phương cộng cho phần ảo bình phương, mà Z trừ 3 phần thực là ai? Là A trừ 3. Ta bình phương lên ta được bao nhiêu? A bình phương trừ 6A cộng 9, đúng không? Cộng cho phần ảo bình phương lên làm cộng cho B bình phương. Bằng mô đun của Z trừ 1 lại nhớ đến căn. Rồi Z trừ 1 đây thì chúng ta có phần thực là A trừ 1 bình phương lên được bao nhiêu? A bình phương trừ 2A cộng 1. Cộng cho phần ảo bình phương lên là cộng cho bao nhiêu? Cộng cho B bình phương. Thế thì hai căn bằng với nhau, bà biểu thức trong căn lại dương nữa, ta tự động ta bình phương hai vế. Bình phương hai vế thì cái vế trái, vế trên á, chúng ta mất đi cái căn, vế phải cũng mất căn. Ta nhìn vào thì ta thấy A bình phương ta đơn giản cho nhau hết. Ta nhìn vào ta thấy B bình phương đơn giản cho nhau hết. Vậy trừ 2A ta chuyển vế sang trừ 6A, trừ cho trừ 2A thì chúng ta còn lại bao nhiêu? Trừ 4A. Rồi 1 chuyển vế sang bên tay trái ta có được bao nhiêu? Cộng 8 bằng 0. Từ đây ta tìm được ngay A của chúng ta bằng mấy? Bằng 2. Trước hết ta tìm được A rồi. Và tìm số vức Z tức là tìm A và B, ta tìm được chiếc A bằng 2 rồi. Có A bằng 2 rồi, ta thế Z bằng cái chiếc A bằng 2 vào đây thì ta có được Z bằng bao nhiêu? 2 cộng BI. Và chúng ta lại tiếp tục chuẩn bị sử dụng tiếp giả thiết Z cộng 2 tất cả nhân cho Z gạch trừ Y là số thực. Vậy ta chuẩn bị Z cộng 2. Z cộng 2 bằng gì? Ta cộng 2 vào chữ Z đây. 2 cộng 2 bằng mấy? 4. Rồi cộng cho BI. Rồi Z gạch là gì? 2 cộng BI là Z, thì Z gạch là bằng bao nhiêu? 2 trừ BI, đúng chưa? Rồi trừ Y ở đây chúng ta viết lại. Và sau đó thì chúng ta nhân 2 cái số phức mà chúng ta vừa chuẩn bị lại. Cụ thể là ta lấy 4 cộng BI, ta nhân cho 2 trừ BI trừ Y. Và khi nhân vào thì chúng ta chú ý rằng Y bình phương bằng bao nhiêu? Trừ 1. Nghĩa là chỗ nào có y bình ta thế nó bằng trừ 1. Rồi 4 ta phân phối vào nha. 4 x 2 bằng mấy? Bằng 8 nè. 4 x trừ BI là trừ 4BI. 4 x trừ Y được trừ 4Y. Tiếp BI nhân xuống ta có được cộng 2BI. BI nhân trừ BI được trừ B bình phương. Y bình phương mà y bình phương bằng bao nhiêu? Trừ 1. Vậy trừ với trừ thành cộng. Vậy là cộng cho B bình. Rồi BI nhân cho trừ Y được trừ B y bình bằng trừ 1, vậy được cộng B. Sau đó chúng ta tập một thói quen tốt, phần thực viết riêng, phần ảo viết riêng. Vậy thực của chúng ta là chỗ nào đâu? Số 8 nè. Thực của chúng ta là cái gì nữa đâu? Cộng cho B bình phương đây, thực đâu là B. Còn phần ảo bằng cách là gì? Ta đặt Y nhỏ làm thừa số chung. Vậy ở đây được bao nhiêu? Trừ 4B, Y nhỏ đây các em. Được trừ 4, y nhỏ d các em, còn lại đây là cộng 2b. Và ở đây đề bài cho biết cái số phức này của chúng ta là gì? Là số thực. Số thực nghĩa là gì? Tức là cái phần ảo phải bằng 0. Phần ảo đâu? Trừ 4b, trừ 4 cộng 2b phải bằng 0. Mà trừ 2b, trừ 4b cộng 2b được bao nhiêu? Trừ 2b, trừ 2b, trừ 4 bằng 0. Ta tính được b bằng mấy? Trừ 2. Có b bằng trừ 2 rồi, ta thế vào cái số phức z bằng 2 cộng bi. Vậy tìm số phức z, vậy đáp số của chúng ta là gì? Z bằng 2 cộng cho bi, nghĩa là trừ 2i. Đấy. À, như vậy thì chúng ta nhắc lại với nhau điều này nè. Chúng ta nhìn vào trong một cái phương trình mà trong đó vừa có mô đun z, lại vừa có z gạch, tức là số phức liên hợp, thì chúng ta có thói quen thường thôi. Chúng ta có thói quen là chúng ta sẽ xem z bằng a cộng bi, rồi dựa vào giả thiết ta sẽ tìm ra được hai phương trình, hai ẩn a và b. Qua đó ta giải, ta tìm được a và b. Ta xem tiếp ví dụ số 2 các em. Để có được thành công như hôm nay, tôi đã có những ước mơ và tôi đã hiện thực hóa ước mơ của mình.
bắt đầu từ Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn SIU. Đào tạo đa dạng, đa lĩnh vực, SIU mở ra cho chúng tôi nhiều cơ hội lựa chọn nghề nghiệp trong tương lai. Tất cả sinh viên đều có cơ hội để thể hiện và phát triển năng lực. Những ý tưởng luôn được khuyến khích và phát huy tối đa. Chúng tôi đã được truyền cảm hứng, tiếp thêm sự tự tin. Chúng tôi được học cách học, cách nghĩ và cách sống. Một môi trường lý tưởng để sáng tạo, để trải nghiệm, để thử thách bản thân đã giúp chúng tôi trưởng thành và thành công như hôm nay. Hiện đại, năng động và hòa nhập quốc tế, nhưng vẫn giữ được bản sắc dân tộc. Đó là triết lý giáo dục mà Đại học Quốc tế Sài Gòn SIU luôn hướng đến. Đã đến lúc vươn xa hơn những gì đã học. Ví dụ số 2, để bài yêu cầu tính mô đun của số phức Z, biết rằng Z trừ 4 bằng 1 cộng Y nhân mô đun Z, rồi trừ mở ngoặc 4 cộng 3Z đóng ngoặc Y. Nhìn vào trong phương trình này, các em thấy rằng chúng ta chỉ thấy có mỗi cái mô đun Z thôi, không có thấy Z cả. Thì các em làm con đường sau đây nhanh hơn là ta xem Z bằng A cộng BY. Các em coi, thầy không sử dụng Z bằng A cộng BY bằng cách sau đây nè. Trước hết chúng ta phân phối vào hết tất cả, ta có được vế trái là gì? Z trừ 4, đẹp rồi, không cần thiết phải phân phối vào. Vế phải mô đun Z ta phân phối vào được cái gì? Mô đun Z cộng cho mô đun Z, Y nhân mô đun Z, đúng không? Rồi Y ta phân phối vào, trừ 4Y. Rồi phân phối vào ta được cái gì? Dấu trừ đằng trước nhé. Trừ 3YZ. Và nhớ nè, đối với một phương trình mà chỉ toàn là chữ mô đun Z thôi, thì các em sẽ rút Z ra cho thầy. Nhớ, rút Z. Vậy nó thầy rút Z ra. Chỗ nào có Z, chỗ này có nè. Vậy đây còn là số mấy? Số 1. Chỗ nào có Z nữa? Đây, chỗ này. Trừ 3YZ chuyển sang trái, đặt Z ra rồi thì còn lại bao nhiêu? Cộng 3Y, rút Z. Rồi còn lại bao nhiêu? Chuyển hết sang vế phải. Và nhớ viết thực riêng, ảo riêng và lưu ý với nhau rằng mô đun của Z là một số, chứ không phải mô đun Z là số phức. Mô đun Z là một số. Mô đun số đó số nào? Căn A bình cộng B bình. Vậy thì ở đây ta coi thực viết riêng nè. Ta xem mô đun Z là một số, ta viết thực trước. Rồi trừ 4 cũng là số nè. Trừ 4 chuyển sang phải là cộng 4. Đây là phần thực. Rồi bây giờ phần ảo đặt Y ra ngoài. Thì chỗ này đã Y nha ra ngoài rồi thì đây còn lại bao nhiêu mô đun của Z? Mô đun Z là một số đó. Rồi chỗ này trừ 4Y, Y đặt ra rồi thì còn lại là trừ 4. Các em để ý nè, rút ai ra? Rút Z. Nha. Rồi sau đó, sau khi rút Z xong, chúng ta lấy mô đun hai vế. Mô đun vế trái là mô đun của 1 cộng 2Y nhân Z. Hai gạch này là mô đun, nhớ đánh căn. Rồi vế phải, mô đun hai vế. Nhá. Mô đun vế trái bằng mô đun vế phải. Vậy thì ở đây vừa rồi thầy mới nhắc mô đun đúng với dấu nhân. Vậy vế trái 1 cộng 3Y tất cả nhân cho Z lấy mô đun thì bằng mô đun của ai? Của số phức 1 cộng 3Y nhân cho mô đun của ai? Của Z. Còn vế phải nó là một số phức, nó bằng căn mô đun, nhớ đến căn, phần thực bình phương lên cộng cho phần ảo này bình phương lên. Phần thực bình phương lên được cái gì? Mô đun Z bình phương. Phần ảo bình phương lên được là mô đun Z bình phương nữa. Mô đun Z bình phương hai lần cộng lại ra được hai lần mô đun Z bình phương. Rồi ở đây đằng trước số thực, phần thực đó cộng hai lần AB tức là 8 lần mô đun Z bên đây bên phải trừ 8 lần mô đun Z hết. Đến đây 16, 4 bình phương là 16 cộng cho 4 bình phương 16 nữa được bao nhiêu? 32. 16 cộng 16 là 32. Đồng ý nhá. Rồi cái vế trước, mô đun của 1 cộng 3y nhớ đến gì? Nhớ đến căn. Căn của mấy? 1 cộng cho 3 bình phương là mấy? 9. 1 cộng 3, 1 cộng 9 là 10. Vậy nó được căn 10. Đồng ý nha. Mô đun Z viết lại.
căn, vế phải, viết lại. Vậy thì bây giờ ta thấy trong cái phương trình này của chúng ta, ẩn là ai? Ẩn là mô đun Z. Mà đề bài yêu cầu tính cái gì? Mô đun của Z. Vậy ta giải cái phương trình này bình thường, ta bình phương hai vế, bình phương vế trái được bao nhiêu? 10. Mô đun Z bình phương, bình phương vế phải mất căn đi, còn lại bao nhiêu? 2 lần mô đun Z bình phương cộng 32. Từ đây dễ dàng ta rút ra được mô đun của Z bình phương bằng mấy? Bằng 4, là chuyển vế qua là 8. Mô đun Z bình phương bằng 32, mô đun Z bằng 4. Vậy thì ta có được mô đun Z bằng bao nhiêu? Bằng 2. Mô đun Z là bao giờ cũng là số dương, chỉ bằng 2 thôi chứ không bằng cộng trừ 2 được. Vậy đáp số của chúng ta là gì? Mô đun của Z bằng 2. Vậy thì ví dụ 1, ví dụ 2 thì nhắc lại. Nhìn vào trong phương trình mà nếu chúng ta thấy vừa có mô đun Z vừa có Z gạch, cụ thể là Z gạch, thì ta xem Z bằng A cộng BI. Còn nhìn vào trong một cái phương trình mà chúng ta thấy toàn bộ là mô đun Z thôi, thì chúng ta rút Z ra, rồi ta lấy mô đun hai vế, ta tách ra, ta sẽ tìm ra được một cái phương trình mà ẩn là mô đun Z. Qua hai ví dụ đó, thầy muốn nhắc lại cái cách thức giải một cái phương trình đặc biệt liên quan đến số phức. Chúng ta xem tiếp ví dụ thứ 3. Gọi A và B lần lượt là các điểm biểu diễn số phức Z1, Z2, thỏa mãn điều kiện sau đây. Mô đun Z1 bằng 3, mô đun Z2 bằng 4 và mô đun Z1 trừ Z2 bằng 5. Tính diện tích tam giác OAB. Sau đây, từ ví dụ 3 đến ví dụ tiếp theo, thầy sẽ nhắc lại cho các em về cái ý nghĩa hình học của số phức. Trước hết, giả thiết cho chúng ta biết mô đun của Z1 bằng 3. A là điểm biểu diễn của số phức Z1. Như vậy thì độ dài của đoạn OA, O là gốc tọa độ. Độ dài của đoạn OA là mô đun của Z1. Xin nhắc lại. Nếu A là điểm biểu diễn của Z1, thì độ dài đoạn OA là mô đun của Z1. Vậy mô đun Z1 bằng 3 nghĩa là chúng ta có được độ dài của đoạn OA bằng 3. Tương tự như thế, giả thiết cho biết Z2, mô đun Z2 bằng 4 mà B là điểm biểu diễn của số phức Z2. Điều này nghĩa là độ dài của đoạn OB bằng 4. Vậy thì còn lại giả thiết thứ 3, mô đun của Z1 trừ Z2 là gì? Xin lưu ý, nếu A là điểm biểu diễn của Z1, B là điểm biểu diễn của số phức Z2, thì mô đun của Z1 trừ dấu trừ trừ Z2 nó chính là độ dài của đoạn AB. Vậy mô đun Z1 trừ Z2 bằng 5 thì độ dài của đoạn AB bằng 5. Mà trong tam giác OAB chúng ta có OA bằng 3, OB bằng 4, AB bằng 5. Độ dài ba cạnh của tam giác bằng 3, 4, 5 thì đó chính là cái tam giác Pythagore, tức là tam giác này là tam giác vuông. Trong ba số 3, 4, 5, số 5 lớn nhất thì đương nhiên AB là cạnh huyền. AB là cạnh huyền thì như vậy vuông tại đâu? Vuông tại O. Vậy tam giác OAB là tam giác vuông tại O thì diện tích tam giác OAB bằng 1 phần 2 tích hai cạnh góc vuông, nghĩa là bằng hai cạnh góc vuông là nhiều, 1 phần 2 cạnh góc vuông là OA nhân cho OB. OA nhân OB bằng mấy? 12, chia 2 nữa. Như vậy bằng bao nhiêu? Bằng 6. Diện tích tam giác OAB bằng 6. Thầy muốn nhấn mạnh lại, nếu M là điểm biểu diễn số phức Z thì độ dài của đoạn OM chính là mô đun của Z. Chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai, nếu A là điểm biểu diễn số phức Z1, B là điểm biểu diễn số phức Z2 thì mô đun của Z1 trừ 2 chính là độ dài của đoạn AB. Các em nhớ cho thầy điều đó nhé. Chúng ta xem tiếp ví dụ thứ tư. Đại học Nguyễn Tất Thành là một trong những trường đại học ngoài công lập tốt nhất tại Việt Nam.
với chất lượng đào tạo đạt chuẩn quốc tế 4 sao của tổ chức Kyivstar Anh Quốc. Là ngôi trường đại học ứng dụng, đem lại môi trường học tập tích cực đẳng cấp quốc tế, nơi 100% sinh viên được giới thiệu việc làm sau khi tốt nghiệp. Đại học Nguyễn Tất Thành, lựa chọn hàng đầu cho thế hệ trẻ Việt Nam. Giả thiết cho chúng ta như sau. Gọi A và B lần lượt là các điểm biểu diễn của số vực Z1, Z2 thỏa điều kiện. Mô đun Z1 bằng 1, mô đun Z2 bằng 1 và mô đun Z1 trừ Z2 cũng bằng 1 luôn. Tính mô đun Z1 cộng Z2. Rồi, cái này giống y như ví dụ số 3 vừa rồi. Ta có mô đun Z1 bằng 1. Như vậy thì ta có được điều gì? Ô A bằng 1. Mới nhắc xong hồi nãy, A là điểm biểu diễn của số bậc Z1. Giả thiết cho chúng ta biết mô đun Z2 bằng 1. Như vậy B là điểm biểu diễn Z2 thì ta có OB bằng 1. Rồi, mô đun của Z1 trừ Z2 cũng bằng 1. Vậy độ dài của đoạn AB bằng 1. Như vậy trong tam giác OAB thì ta thấy cả ba đoạn của chúng ta đều bằng 1. Như vậy tam giác OAB là tam giác gì? Là tam giác đều. Cả ba cạnh đều bằng 1. Vậy thì bây giờ ta lại xem tiếp. Nè, ngó nè, tính mô đun của Z1 cộng Z2. Tức là nó chính là chiều dài của vector OA cộng cho vector OB. Xin nhắc lại, lắng nghe. Mô đun của Z1 trừ Z2, Z1 trừ dấu trừ trừ Z2 nó chính là bằng độ dài của đoạn AB. Nhưng mà bây giờ mô đun của Z1 không phải dấu trừ mà là dấu cộng Z2 thì nó bằng độ dài của vector tổng. Vector nào? OA cộng vector OB. Nhớ điều đó. Kịp ha. Rồi chúng ta sẽ sử dụng quy tắc trung điểm của năm lớp 10. AOAB là tam giác đều. Thì để tính cái tổng vector OA và vector OB, ta gọi H là trung điểm của AB. Thì vector OA cộng vector OB bằng 2 lần vector OH. Quy tắc hình bình hành của năm lớp 10 giữa hai vector. Mà mô đun của hai vector OH bằng gì? Bằng 2 lần OH. H là trung điểm của AB mà tam giác OAB là tam giác đều, vậy thì ta có ngay OH cũng là đường cao. Mà đường cao của tam giác đều bằng gì? Độ cao, chiều cao của tam giác đều bằng cạnh nhân căn 3 chia 2. Mà OAB là tam giác đều, cạnh bằng mấy? Cạnh bằng 1. Như vậy thì bằng 2 lần OH là chiều cao tam giác đều, cạnh bằng 1, bằng thì chiều cao đó bằng bao nhiêu? Cạnh bằng 1 căn 3 chia 2, tức là bằng căn 3 chia 2. 2 trên 2 dưới đơn giản đi, chúng ta còn lại bằng căn 3. Nhớ thêm một điều nữa. Nếu A và B lần lượt là hai điểm biểu diễn của số phức Z1 và Z2 thì mô đun của vector, xin lỗi, mô đun của Z1 cộng Z2 nó chính là mô đun của vector OA cộng cho vector OB. Các em nhớ điều đó nhé. Và bây giờ ta xem tiếp, cũng mang ý nghĩa hình học của số phức như sau. Ví dụ số 5. Giả thiết cho biết A và B, A lớn, B lớn lần lượt là các điểm biểu diễn của số phức Z và số phức 1 cộng y tất cả Z. A là điểm biểu diễn số phức Z, B là điểm biểu diễn của số phức 1 cộng y nhân Z. Tính mô đun của Z, biết diện tích tam giác OAB bằng 8. Vậy lắng nghe, A là gì? Là điểm biểu diễn của số phức Z. Điều đó nghĩa là gì? B là điểm biểu diễn của cái số phức này, tính sau. Như vậy thì mô đun của Z bằng độ dài của đoạn OA mới nói xong hồi nãy. Và B là điểm biểu diễn của số phức 1 cộng YZ, nghĩa là gì? Nghĩa là OB bằng mô đun của 1 cộng Y nhân Z. Mà mô đun đúng với dấu gì? Đúng với dấu nhân, nghĩa là ta tách ra thì bằng cái gì? Mô đun của 1 cộng y nhân cho mô đun của Z.
Mô đun của 1 cộng y bằng gì? Bằng căn bậc 2 của 1 cộng 1, tức là bằng bao nhiêu? Bằng căn 2. Mô đun Z thầy viết là, đồng ý nha. Rồi bây giờ ta lại xem tiếp. Độ dài của đoạn AB ta biết bằng cái gì? Nó bằng mô đun của ai? Của hai cái phần tử đại diện A và B đó, thì bằng Z này. A là điểm biểu diễn số phức Z, B là điểm biểu diễn của số phức nào 1 cộng YZ, thì nó bằng Z cộng hay trừ, cả nhớ không? Trừ cho 1 cộng YZ. Z1, Z2 hồi nãy đó, Z1 đó là Z, Z2 là 1 cộng YZ. Được chưa? Rồi. Thế thì ở đây ta nhìn nè, Z này, thấy không? Trừ cho 1 nè nè nè, Z nè, Z là nhân vào là trừ Z hết nè. Như vậy đây còn lại bao nhiêu? Trừ YZ, rút gọn nó lại phải bằng mô đun của trừ YZ không? Mà mô đun của trừ Z lại dấu nhân lại tách nó ra thành hai mô đun. Dấu nhân mà bằng mô đun của trừ Y nhân cho mô đun của Z. Mà mô đun của trừ Y bằng mấy? Bằng 1. Như vậy tổng kết lại bằng bao nhiêu? Bằng Z, bằng mô đun Z. Nhìn là các em, tam giác OAB có OA bằng mô đun Z, có AB cũng bằng mô đun Z. Vậy trước mắt ta thấy OA và OB làm sao với nhau? Bằng nhau. Ít nhất ta thấy nó cần tại A. Mà rồi OB lại bằng căn 2 của mô đun Z. Như vậy thì ta thấy rằng OA bình phương cộng OB bình phương có phải bằng OB bình phương không? OA bình phương cộng AB bình phương bằng OB bình phương. Vậy đây có phải là tam giác gì? Tam giác vuông cân tại A, đúng không? Đúng chưa các em? Đúng rồi ha. Mà vuông cân tại A rồi thì lúc này chúng ta thấy diện tích tam giác OAB bằng 8. Thì vuông cân tại A thì diện tích của tam giác OAB bằng gì? 1 phần 2 tích hai cạnh góc vuông. Cạnh góc vuông là gì? OA và ai nữa? AB. Bằng bao nhiêu? Bằng 1 phần 2. OA bằng gì? Mô đun Z. AB bằng bao nhiêu? Cũng là mô đun Z, nhân lại có phải bằng mô đun Z bình phương. Mà giả thiết cho biết diện tích bằng mấy? Bằng 8. Như vậy thì mô đun Z bình phương bằng 16. Ta lấy căn ra ta có được mô đun Z bằng 4. À, như vậy thì qua những ví dụ đó, qua những ví dụ 3, 4, 5, thầy muốn nhấn mạnh cho các em về ý nghĩa hình học của số phức. Còn hai ví dụ đầu thì liên quan đến giải một cái phương trình. Thì thông qua 5 ví dụ này, thầy hy vọng rằng thầy giúp cho các em có được một số những cái cách thức giải bài toán liên quan đến số phức. Thế thì bài học của chúng ta đến đây là chấm dứt. Thầy thân ái chào các em.